ý, có một điều lưu ý và rất quan trọng trong cái con chim đại bàng này nè, là khi các bạn mua về á, các bạn nên nhớ vậy đá nhau luôn kìa. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn chi tiết về cách hoạt động cũng như là kích thước của con chim đại bàng cho các bạn biết cụ thể nha. Nhiều khi á, các bạn không có cái thời gian mà đi đến được cái cửa hàng đồ chơi trẻ em á, thì mình giới thiệu những cái sản phẩm đồ chơi ở đây. Mục đích của mình á, là để cho các bạn cập nhật được những cái sản phẩm. Ví dụ như các bạn thấy những cái sản phẩm mà nào hay đẹp á, thì ba mẹ có thể mua cho con em chúng ta chơi. Còn nếu như mà các bạn mà bán ở ngoài thị trường á, nếu như mà các bạn thấy sản phẩm đẹp á, hay mà các bạn chưa có á, thì các bạn có thể bấm dừng video này lại, cắt hoặc chụp ảnh rồi gửi đến những cửa hàng đồ chơi trẻ em mà lân cận mà chúng ta biết á. Rồi sau đó chúng ta hỏi xem thử cái những sản phẩm này như bên mình giới thiệu á, thì đã có chưa. Nếu đã có rồi thì các bạn có thể cập nhật lấy về bán để có sản phẩm nha các bạn. Rồi ok các bạn, con chim đại bàng này nó có lâu lắm rồi các bạn, nó có cái thời gian năm nay, nói chung là nó sản xuất rất là lâu rồi. Nhưng mà về cái mẫu này á, thì nó rất là ưa chuộng về cái buôn bán. Nói chung là tới hiện tại bây giờ thì cái mẫu này cũng rất là ưa chuộng đó. Mình đi đâu cũng gặp những người mà bán đồ chơi trẻ em, thì đi đâu cũng gặp những cái mẫu mã này đó. Tỉnh nào cũng thấy các bạn, nên á, mình giới thiệu chi tiết gì luôn. Thì nếu các bạn cảm thấy bán được á, thì lấy về bán, còn nếu như mà cảm thấy không bán được thì cũng không sao, mình xem cho nó giải trí. Ok, nhiều khi mỗi người thì mỗi một lĩnh vực, nhiều khi mình giới thiệu có những cái gì hay đó thì các bạn cũng có thể áp dụng vào đó mà trong cái buôn bán mình, hoặc là có thể là hướng dẫn cho con em chúng ta chơi cho nó dễ dàng hơn, cho nó thú vị hơn. Rồi ok các bạn, mình sẽ vào vấn đề liền đây. Thì đầu tiên khi các bạn mua con chim đại bàng này về á, thì mình sẽ xin giới thiệu như thế này. Con chim đại bàng này á, khi các bạn mua về sẽ nằm trong cái bọc nè. Đó, cái bọc các bạn, nó hình dáng nó như thế này trước khi mình mua về. Đấy, cái số lượng của cái sản phẩm con chim này á, là một thùng nó gồm 216 con nha các bạn. Số lượng một thùng là 216 con một thùng. Rồi ok các bạn, thì khi các bạn mua con chim này về, các bạn tháo cái bọc ra nè. Đó, bên trong nó sẽ có một cái nắp pin. Đây, một nắp pin và một cái sợi dây nha các bạn. Và một cái sợi dây này đó. Cái sợi dây này để làm cái gì thì một lát nữa mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn xem luôn nha. Rồi, cái video này á, mình chỉ hướng dẫn cho những bạn mà làm để giải trí cho các bạn, hoặc là các bạn nào chưa bán thì có thể cập nhật để mình biết, mình khỏi đến cửa hàng để mất tiết kiệm thời gian thôi. Còn những bạn nào mà đã có hàng rồi, những bạn nào mà đang bán hàng này á, thì cũng có thể xem để mình xem nó có những cái gì vui. Ok các bạn. Rồi các bạn tháo bọc ra thì bên trong có những cái sản phẩm này nha. Một là cái cọng dây này đó, mình sẽ để đây. Hai là cái đít pin này đó. Đây các bạn, bình thường này đây. Cái sản phẩm này là dùng hai viên pin nha các bạn, hai viên pin. Nó có chung là cũng mấy chức năng thôi đó, hai viên pin. Khi các bạn mua về thì các bạn tháo bọc ra này ha, lấy ra rồi các bạn sẽ lắp pin vào đó. Lắp pin vào nha. Thì quan lưu ý là cái bề bằng của pin á, cái bề bằng của pin á là cái lò xo nha các bạn. Rồi các bạn bấm vô. Và thứ hai á là cái đầu kia là bề bằng. Khi các bạn bấm cho thôi, thì khi các bạn lắp pin vô rồi thì các bạn đậy nắp lại. Rồi ok các bạn. Có một điều lưu ý và rất quan trọng trong cái con chim đại bàng này nè, là khi các bạn mua về á, các bạn nên nhớ những người mà bán lâu qua năm á, thì họ sẽ biết, nhưng mà mình chỉ nói những người mà chưa biết thôi. Đây các bạn hoặc là ba mẹ á, khi mình mua về á, thì mình cái cánh này nè, thường xuyên là ba mẹ hoặc là khách hàng sẽ gỡ cánh ra, nó sẽ gãy, nó ưa rất là dễ gãy cánh, nhưng mà thật chất nó không có gãy cánh đâu các bạn. Cái quan trọng là do chính bản thân mình thôi, tại vì do mình không biết, cái thứ nhất, thứ hai là mình không kỹ thì nó sẽ bị gãy thôi. Thì các bạn muốn bung cái cánh này ra thì các bạn phải cầm như mình nè, cầm một cái ngón tay vô đây nha, cầm một cái tay này mình vô trong cái một cái mấu này, và một cái cành cái tay này mình sẽ chịu cái lực của cái thằng này để mình bung cái thằng này ra.
thì cái cánh nó sẽ không bao giờ gãy. Còn nhiều khi á, ba mẹ hoặc là các bạn mua về không biết á, mình cứ cầm cái này nè, nhưng mà cái cánh mới thì nó sẽ gích các bạn. Đây như cái cánh này nè, nó sẽ gích. Đây nó gích nè, nó gích, mình sẽ cầm này bẻ lên thì cái khớp này nè, cái khớp này đúng không? Cái khớp này sẽ va vào cái chỗ này. Đó, va vào chỗ này thì sẽ bắt buộc mình bẻ ra là sẽ bị gãy. Đó, cái đó là cái đương nhiên thôi. Thì các bạn cầm mạnh gì các bạn bẻ mạnh vô đây thì bắt buộc nó sẽ gãy thôi. Nó là ok. Thì đó, nên cái quan trọng của mình là như vậy. Nó chỉ có một cái điều lưu ý như vậy thôi. Thì các bạn mua về các bạn cầm một cái bên đây, các bạn phải chịu lực bên này nè, rồi các bạn bên này bẻ qua, bẻ cái bên này qua thì cái cánh nó sẽ qua, nó sẽ không bị gãy nha các bạn. Đó, rồi ok. Mà khi các bạn dọn dẹp đồ chơi cho con em chúng ta hoặc là đi bán thì chúng ta cũng phải làm điều đó để nó không gãy cánh và nó sẽ gọn cho cái đồ chơi chúng ta. Rồi ok các bạn. Đó, thì cái về cái hình hài của con chim này thì nó cũng vậy thôi. Bây giờ mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem nha. Đó, mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem rồi mình sẽ đo kích thước cụ thể cho các bạn xem. Đây các bạn, đây nè, đó, các bạn nhìn kỹ nha. Đó, có cái cánh là cánh xiếc các bạn, có cái đuôi nè. Nói chung là mẫu mã này nhìn cho rất là giống con đại bàng các bạn, rất là đẹp. Đó, đây. Đó, ở dưới này có con tắc nằm dưới cánh, ngay cánh con tắc nằm ngay đây các bạn. Đó. Nó cũng có một mẫu nữa các bạn, nó cũng có một mẫu về con chim đại bàng nữa, nhưng mà cái mẫu đó là mẫu giả các bạn. Mẫu đó là mẫu nó không có bay được, là cái mẫu là những người tận dụng về những con chim đại bàng mà hư những con tồn kho các bạn. Cái người ta sẽ lấy cái cánh này nè, rồi người ta sẽ chế bằng cách ta đưa một ống hút đưa ngang đây nè. Đó. Nó cũng xài pin nó không có bay được, đưa ngang đây. Nó đưa ngang đây rồi nó cũng giống thịt đại bàng mình, nhưng mà cái mẫu là mẫu chế các bạn. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn biết cái kích thước cụ thể của cái sản phẩm này nha. Nhiều khi mình giới thiệu đây thì các bạn cũng không biết rằng là cái kích thước của này bao nhiêu. Thì mình sẽ cho các bạn biết kích thước cụ thể luôn để làm chi? Để nhiều khi các bạn sẽ hình dung được cái sản phẩm này. Đó. Rồi. Thì kích thước cụ thể của sản phẩm này nè. Đầu tiên thì mình sẽ đo hai cánh qua nha các bạn. À, cái bề ngang của cái cánh này nè, cái bề ngang của hai cánh mình tính từ hai cánh qua nha các bạn. Đây mình để cái này cho các bạn dễ nhìn, để xa nè. Đây hai cánh nè, đây tính từ hai cánh qua các bạn, chứ mình dài lắm ấy. Đây cái chiều dài của hai cánh này qua nè các bạn, các bạn nhìn thấy không? Đây đó, cái góc này nè, nó gần 40, nếu tính ra tới đây là 42 cm, 42 năm luôn á các bạn, 42 cm luôn á. Các bạn hình dung được cái chiều ngang của cái cánh chưa? Rồi khi cánh của chúng ta bung ra là nó có cái chiều ngang đó các bạn, 42 cm nha. Rồi các bạn hình dung. Rồi cái chiều dài, cái thân dài của sản phẩm con chim này, cái thân của con chim này nó có cái chiều dài là bao nhiêu các bạn? Đây mình sẽ đo từ cái ở dưới đuôi nha, dưới đuôi con chim cho đến cái đầu, cái mỏ con chim này các bạn nhìn nè, cái mỏ con chim. Đây. Rồi nó gần là 20, các bạn thấy không? Đây nó gần 23 cm. Hơn 23 đó các bạn, 23 năm á, nhưng mà mình tính chọn 23 cho các bạn dễ hình dung nha. Nó căng chẳng rồi. Rồi, cái chiều cao, cái bề dày của con chim này là bao nhiêu ha? Cái chiều dày của con chim này thì mình đo bằng cái nào đây? Rồi. Bây giờ mình sẽ xếp cái cánh này lại ha. Mình sẽ đo bằng cách này. Đây cái chiều dày của con chim này, có cái chiều dày mình đo cái này các bạn dễ nhìn thấy, dễ hình dung ha. À, tới đây các bạn nhìn nè. Đây, chúng tới cái móng chân nè. Các bạn, cái chiều dày thường nó là chiều rộng á. Chiều cao, chiều dày của con chim nó gần 5 cm nha các bạn. Rồi, các bạn hình dung được sản phẩm rồi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách chơi của con chim này ha. Thì không có gì đâu, khi các bạn lắp pin rồi thì các bạn bật công tắc lên thì nó sẽ bay thôi. Đó, bật công tắc lên thì nó sẽ bay gì thôi. Đó, nó sẽ bay. Nhưng quan trọng mình làm sao để cho con chim nó bay được hình tròn đó. Chúng ta làm sao cho nó bay được hình tròn trên không gian thì nó mới gọi là, khi chúng ta nó mới gọi là một con nghệ thuật, nó hay nha các bạn. Nhiều khi mình, ba mẹ mua con chim này về rồi thì nhiều khi mình cũng không biết, mình cứ bật cái bình à, quên nữa, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cọng dây nè. Cọng dây này để mục đích làm gì các bạn? Cọng dây này chúng ta tháo ra nè các bạn, cho nên nó có cái móc nè. Đó, cọng dây này nó dài, nói chung là nó dài khoảng có 1 mét đó các bạn. Đây các bạn, dài nè. À, các bạn móc lên đây nè. Đó, các bạn móc lên cái lưng con chim á.
bạn thấy không, móc lên cái lưng con chim, móc lên cái lưng con chim mà nó đó, nó đung đưa gì nè. Nhiều khi ba mẹ mua về, các bạn mua về không biết thì các bạn chỉ móc lên gì là các bạn bán thôi. Nó nhiều khi bán chỗ này nó không có hấp dẫn, hoặc là cho con em chúng ta chơi chỗ này là không có hấp dẫn, không có khám phá được hết chức năng của con chim nha. Đây ví dụ nè, các bạn mua về các bạn chỉ để gì cho con chim nó bay thôi, nó bay chỗ này mình chỉ bán chỗ này thôi. Nhưng mà nó còn một cái nó còn một cái chức năng nữa các bạn, là con chim nó sẽ bay được hình tròn nè các bạn, nó sẽ bay vòng vòng bay trong cái tỷ lệ hình tròn nha các bạn. Rồi cái cách quay bay nó như thế nào thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết luôn đó. Để cho con chim nó bay được hình tròn á các bạn đừng quên bán một ba mẹ thì cái sợi dây này á, chúng ta phải nối thêm khoảng cỡ 4 sợi dây thun nữa các bạn, 4-5 sợi dây thun. Dây thun này nè các bạn, đây nha các bạn nè, các bạn phải nối thành một sợi dây nè đó. Khi các bạn bán cũng vậy, các bạn để một sợi dây nè, nối cùng dây thun vô. Các bạn nói càng dài thì nó sẽ sắn, nói chung mà nó bay nó sẽ sắn lại các bạn, nó sắn lại rồi nó lâu hơn vậy thôi. Khi nó bay nhiều nó sắn còn thu lại nữa các bạn, sắn tròn đó. Rồi mình sẽ cho các bạn thấy về cái cách bay của con chim đại bàng này nha. Rồi đó, chúng ta làm như thun xong đó thì chúng ta buộc vào cái lưng đó các bạn. Đây các bạn buộc vào cái lưng đó, lưng con chim này. Đấy, rồi các bạn. Rồi đây các bạn, mình sẽ làm thử cho các bạn xem nha. Mình test thử coi nó bay được hình tròn không nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy hay á, thì các bạn lấy nó là mình để buôn bán. Nó cũng là một chiêu đó các bạn. Rồi ok các bạn, bây giờ mình sẽ cho con chim bay nha. Nhưng mà trong cái không gian này nó không bay được nữa các bạn. Bay thì mình phải ra vườn, ra không gian trống để bay được các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn cho các bạn này, nhìn thấy nè, bà hai con chim đang bay nha. Rồi đi thôi, let's go, đi ra vườn thôi. Mình đã ra tới vườn rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ buộc cái thằng này vô trong cái đầu dây này nè các bạn, cho nó dài ra. Rồi các bạn đợi một xíu nha, mình sẽ cho các bạn. Rồi bây giờ để nó minh bạch hơn á, mình sẽ cho các bạn nhìn nè. Nếu như con chim muốn bay được điều đó thì các bạn phải làm như thế này nè. Cái cánh này các bạn mua về, các bạn bẻ cho mình một góc 45 độ nè các bạn. À, bẻ một xíu cho mình thôi, phần nữa nha các bạn. Nó các bạn bẻ cho mình một tí thôi. Rồi mình sẽ để tự động thử con chim nó có bay không nha. Rồi cho các bạn xem nè. Đó. Mình đã thả ra con chim bên đây nè các bạn nhìn coi. Thấy chưa? Nó tự động nó bay rồi đó các bạn. Đó, nó bay được hình tròn, nó bay hoài đó các bạn. Nó bay đến một lúc rồi cũng như thun nó sắn lại, nó sắn cộng tung lại hết các bạn. Thì các bạn phải tháo xuống, mình phải làm cho nó đứng lại rồi mình xỏ cộng như thun ra. Cho nó trở lại ban đầu thì mình để nó bay tiếp. Các bạn nhìn thấy không? Bay đá nhau luôn các bạn. Ghê thật. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Mình sẽ cho các bạn xem một xíu. Để nó bay tới chiều luôn đó các bạn. Bay đá nhau luôn rồi. Bạn thấy hấp dẫn không? Nếu như mình làm trò này mà, nhưng mà phải có không gian trống nha các bạn. Không gian trống thì bay được, nó sẽ không bị vướng nha các bạn. Nó không bị vướng. Chứ các bạn mà để gần nó bay tấp này tấp kia là dính, nó sẽ bị đụng nhau, nó không bay được. Anh ơi, con chuột cứ đang nhìn mình kìa. Cái gì vậy anh chuột? Trời ơi, tụi tôi đang giới thiệu mà anh làm gì anh đứng có nó nhìn với anh chuột. À, anh cứ yên tâm đi, anh muốn lên giới thiệu hả?
Rồi, ok anh, video này đã dài lắm rồi. Lần sau tôi sẽ cho anh lên giới thiệu. Rồi, bye bye các bạn nha. Bye bye đi. Đi vô. Đi vô chỗ khác, đi vô. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.